ông Vũ không chấp nhận bà Thảo rút đơn ly hôn. Bỏ qua về với nhau được không? Không phải một sớm một chiều, không phải ngồi ở đây hỏi người thân xung quanh cô phải sám hối. Ông Vũ nói và không đồng ý việc rút đơn ly hôn. Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phần tranh cãi đối đáp gay gắt khi trả lời câu hỏi của luật sư. Chị về xin lỗi mẹ, xin lỗi chồng. Trả lời luật sư của ông Vũ, bà Thảo cho biết hôn nhân của cả hai bắt nguồn từ tình yêu. Bà quen ông Vũ từ năm 1994, khi đó bà biết ông Vũ là sinh viên nghèo. Bà kể có những ngày ông Vũ bức xúc đến nỗi hét lên vì sao mình lại nghèo như vậy. Nghe anh tâm sự tôi thương nên tìm cách giúp đỡ anh và gia đình, bà Thảo nói. Khi nào bà thấy quan hệ tình yêu ấy bị ảnh hưởng dẫn đến khởi kiện xin ly hôn? Luật sư hỏi, và bà Thảo cho rằng từ 49 ngày nhận ăn vào năm 2013. Từ thời điểm đó bà thấy chồng mình không còn quan tâm đến gia đình, không cho bà thờ phụng cha và ông nội, mẹ anh Vũ thờ tổ tiên anh cũng không cho phép, bà nói trước tòa. Chính sự biến đổi lớn, nhiều điều xảy ra nên bà quyết định bằng mọi cách có thể giúp đưa ông Vũ đi chữa bệnh. Lúc này, ông Vũ đứng cạnh bên hàng ghế bên kia tỏ ý phản đối, cô đừng có nói như vậy. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn tiếp tục trình bày, hai bên đều nói ý của mình. Khi ông Vũ có ý chỉ trích, bà Thảo nghẹn ngào đề nghị hội đồng xét xử không cho ông Vũ xúc phạm mình. Nói gì cũng phải chính xác, mình có quên có nhớ gì, nhưng phải nói sự thật. Cô có thể gạt được chứng cứ, nhưng với lương tri, lương tâm không bao giờ được phép, ông chủ Trung Nguyên nói với vợ. Khi hai bên tiếp tục tranh cãi qua lại, chủ tòa nhắc nhở hai bên, sau khi xét hỏi cả nguyên đơn và bị đơn về việc thành lập Trung Nguyên và quá trình hoạt động, chủ tòa lúc này dòng nhỏ nhẹ khuyên nhủ hai bên. Tôi động viên ông bà xem lại một lần nữa, thôi thì bà rút đơn lại giao công ty cho ông Vũ quản lý, không tham gia nữa để chồng phục vụ chí hướng. Ông Vũ không có tài thì không thể nào đưa doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chị Thảo về chăm bốn đứa con, rút khỏi hội đồng quản trị cho ông Vũ điều hành toàn bộ. Tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng mà. Rút đơn rồi giao toàn bộ công ty lại cho ông Vũ có được không? Chủ tọa nói với bà Thảo. Lúc này, bà Thảo luôn mong muốn gia đình trở về như trước. Việc duy trì hạnh phúc gia đình thì vai trò của người chồng rất lớn. Từ thời điểm biến đổi thì vợ và con. Bà Thảo đang trình bày thì chủ tọa ngắt lời. Chị không nói lại lần nữa, hàng chục năm nay, doanh thu vẫn có lợi nhuận. Tổng doanh thu càng ngày càng lớn, bây giờ chị rút đơn, về trông coi quản lý tài sản, lợi tức chị giữ, bàn giao công việc cho ông Vũ, cuộc sống như bà Hoàng, đại diện hội đồng xét xử tiếp tục khuyên. Nếu người chồng có sức khỏe, bà Thảo nói, đến lúc này tôi thấy ông Vũ là người thông minh, không đủ sức khỏe gánh vác điều đó. Con chị trưởng thành rồi, ông Vũ có bổ nhiệm con, sau đó nó sẽ quản lý luôn. Chị vừa giữ gia đình, sau này vừa có tài sản, cháu lớn gần 20 tuổi, học nước ngoài đủ gánh vác. Chị sống như bà Hoàng, chủ tòa tiếp tục ngỏ ý hòa giải. Nếu có điều đó xảy ra thì tốt quá, nếu tình trạng sức khỏe của anh Vũ tốt, bà Thảo trả lời. Tôi và mọi người ở đây đều thấy sức khỏe ông Vũ tốt, Trung Nguyên và doanh nghiệp hàng năm có kiểm toán hạch toán sổ sách, không thể mất đi đồng nào. Không thể có tham ô từ túi người này sang túi người khác, có thì công an sẽ vào cuộc. 5-10 năm sau, nếu chị làm ăn lỗ thì con chị gánh vác, chị có mất gì đâu. Dành 5-10 phút cho chị suy nghĩ, chị không mất gì, chị được chồng, ông Vũ được vợ, chị về xin lỗi mẹ, xin lỗi chồng, chủ tọa vẫn khuyên nhủ bà Thảo. Bà Thảo cho rằng mình không sai để phải xin lỗi, chủ tọa tiếp tục nhấn mạnh bà Thảo sẽ không mất gì khi rút đơn dành thời gian cho hai bên hòa giải. Bà Thảo xin rút đơn. Sau khi nghỉ giải lao, chủ tọa hỏi bà Thảo về suy nghĩ việc hòa giải. Con người sinh ra có quyền sống, làm việc, tôi và con tôi đều mong muốn. Tuy nhiên, việc tôn trọng quyền sống, quyền được là con người, làm những điều mình muốn, làm những điều cho Trung Nguyên. Tôi cũng có công lớn, làm những điều mong muốn khát khao, hướng anh đi từng bước, bản thân tôi cũng là người có danh tiếng trên thế giới. Nếu đề nghị tôi ở nhà, thì làm sao khẳng định anh Vũ không ngoại tình hay đưa những người phụ nữ khác về nhà? Thẩm phán có thể đảm bảo an toàn, an nguy cho mẹ con tôi hay không? Bà Thảo giải bày trước hội đồng xét xử. Tôi đọc hồ sơ thì ông Vũ không có biểu hiện gì là không trung thủy với vợ. Ông rất quan tâm đến vợ con. Toàn bộ tài sản ở ngân hàng không có tên Vũ, toàn tên của chị. Chứng tỏ ông rất tin chị. Ông Vũ sống với chị trung thủy đàng hoàng, không có dấu hiệu gì ông ngoại tình, chủ tọa nói. Tòa xác định ông Vũ thông minh, sáng suốt, chị về quản lý tài sản nhà mình có mất gì đâu. Công ty nếu có gì thì anh chị đều biết. Giờ vợ chồng chuyển giao tài sản cho người khác làm gì khi có bốn đứa con như thế.
Con lớn của chị thì cho nó tham gia với tư cách trợ lý cho bố, chị sẽ sống như bà Hoàng để ông Vũ bơi, quá được, hợp với phong thủy tập quán, chủ tọa nói. Sau khi suy nghĩ, bà Thảo đứng dậy bày tỏ mong muốn rút đơn tại tòa. Nếu bản chất hôn nhân gia đình người ta sống với nhau cùng quan tâm, lo lắng, đã là hôn nhân thì phải đúng bản chất, bà Thảo nói trước tòa và xác nhận rút đơn, rút toàn bộ vai trò ở công ty, tuy nhiên bà Thảo không thừa nhận mình sai. Ông Vũ không đồng ý việc rút đơn ly hôn. Chủ tòa nói đã là hôn nhân thì phải đúng bản chất, nếu bà Thảo xác nhận mình có lỗi thì mới hòa giải được. Bà Thảo đề nghị hội đồng xét xử hỏi ông Vũ, ông Vũ nói việc rút đơn của bà Thảo là mong ước ngay từ đầu của ông, nhưng đến giai đoạn này có những điều bà Thảo làm ông không chấp nhận được. Có ai đưa chồng mình đến mấy bệnh viện kiểm tra để đưa người chồng của mình vào cho được bệnh viện tâm thần? Không ai làm điều đó, lương tâm không ai làm điều đó, ông Vũ trình bày. Cô phải nói cái tâm cô phải sám hối, sống với nhau đúng bản chất, ông Vũ nói. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hỏi lại một lần nữa yêu cầu của bà Thảo. Vợ ông Vũ chấp nhận rút đơn tại tòa nhưng vẫn yêu cầu chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Bỏ qua về với nhau được không? Không phải một sớm một chiều, không phải ngồi ở đây hỏi người thân xung quanh cô, tâm tính của cô phải sám hối, ông Vũ nói và cho biết ông không đồng ý việc rút đơn ly hôn. Nếu bà Thảo rút đơn mà ông không đồng ý thì ông trở thành nguyên đơn, chủ tọa nói. Ông Vũ xác nhận và đề nghị ly hôn, đề nghị được cấp dưỡng.